mọi người nhá, mọi công tác chuẩn bị của anh em bọn tôi là cũng đến cái thời điểm là ok rồi. Đấy, chủ nhà lên giám sát quá kỹ thuật, cái gì nhờ, gọi là kỹ thuật viên này. Đấy mọi người nhá. Đây là trên, hiện tại là tất cả là đang ở phía đấy. Giới thiệu mọi người, đây là anh Tình. Anh Tình là chủ của căn nhà này nhá. Dự kiến xong căn nhà này thì mấy tỷ anh? Giao cổng tỷ dưới tỷ 7 đấy. Đấy các bạn nha, mai lúc nào đổ sàn tôi sẽ quay lại kỹ, review lại kỹ căn nhà này cho mọi người được cùng được xem nữa. Khâu hoàn thiện đó. Vâng đấy. Là bộ khung. Đây là cơ bản là bộ khung đấy nhá mọi người nhá. Đây, mời tất cả các bác cùng vào tham quan căn nhà sàn bê tông của nhà anh Tình, duy nhất đến thời điểm này tại huyện Hữu Lũng các bác nhé. Đây thì mời các bạn và các bác cùng với lại tôi sẽ vào chi tiết trong phía trong bộ khung căn nhà này. Nó gồm ra làm sao, những gì để cho các bác được tham khảo nếu có ý định làm nhà sàn bằng bê tông. Thì đây là phía, thế này là phía cái lán đợt nọ anh em bọn tôi ở đây này các bác này. Đấy. Còn đây là phía trước cửa của cái căn nhà. Còn một số cái công đoạn hiện nay là anh Hoàn với lại anh Nhường anh ấy đang hoàn thiện nốt cái phần cái nóc. Đây, đây là sắt để làm phần cái nóc này mọi người này. Thì đây, giới thiệu với lại tất cả mọi người, đây là một cái căn nhà sàn hai gian hai trái và có một bếp tách rời do nhà thiết kế Nguyễn Hữu Tình, các bác có thể nhìn thấy này, lên ý tưởng và anh em đội thợ bọn tôi là thi công. Đấy, thì giới thiệu với tất cả các bác như này này. Cái căn nhà này thì gồm có, như cái mặt tiền các bác nhìn thấy đây, thì gồm có 5 gian. Thì được chia ra hệ thống là gồm có 2 gian 2 trái. Và tất cả các gian này bằng nhau với cái chiều dài của gian nó là 3,5 m. Đấy, 3,5 m các bác nhá. Còn chiều cao từ cái mặt cốt không lên, các bác bây giờ hiện tại các bác nhìn thấy đây là có thể là nó vẫn là đang hơi cao vì là chưa san vào mặt cốt không các bác nhá. Thì cái mặt từ cái mặt cốt không lên đến chạm cái đáy xà, chạm đáy xà dầm là 3,7 m. Đấy, chiều cao là 3,7 m. Thì gồm được chia ra làm hai cầu thang. Đây là cầu thang chính thì nằm ở phía bên này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy. Còn cầu thang phụ thì là nằm phía bên này. Đấy, cái căn nhà này anh em bọn tôi đã thi công đến ngày hôm nay là ngày thứ 24 rồi thì mới xong rồi. Cái căn nhà của nhà anh Tình gọi là chưa xong nhá, vẫn còn ngày mai là ngày đổ sàn, nhưng mà sợ nó muộn ấy, không có nó với anh em tôi một phần lên rồi, còn có ba anh em ở lại đây, sợ nó công việc nó bận không review lại được cho các bác xem đâu. Đấy, thì bây giờ review ý tưởng của nhà chủ, còn thi công là của đội thợ. Đấy các bác ạ. Còn giới thiệu với các bác, đây là phía cột của cái căn nhà, gồm có đường kính của nó là 32, nghĩa là vanh 100 ấy. Các bác nếu muốn tính đường kính thì chúng ta cứ lấy chu vi, chúng ta chia cho 3,14, đúng không? Ví dụ như các bác muốn vanh 100 thì chúng ta lấy 100 chia cho 3,14 là nó ra được ngay đường kính nó là bao nhiêu. Thì đường kính của căn nhà này là nó rơi xấp xỉ vào 32 mấy ấy, bây giờ chưa chia được. Đấy các bác nha, toàn bộ cái cột là được anh ấy thiết kế là bằng nhau hết. Toàn bộ cột là bằng nhau nhá. Yêu cầu anh em tôi là làm theo yêu cầu mà, các bác cứ nên nhớ như vậy. Các bác là những người bỏ ra đồng tiền để thuê anh em bọn tôi là thiết kế, để tư vấn. Thế thì lời của các bác nói chính là mệnh lệnh của anh em bọn tôi rồi. Anh em bọn tôi chỉ có cái thêm một cái phần nào đó gọi là kinh nghiệm đi làm rồi là tư vấn để cho nó hợp lý nhất thôi các bác nha. Còn quyền quyết định vẫn là của các bác. Bây giờ mời tất cả các bác là cùng em lên trên phía trên nhà để xem cái căn nhà này nó là mẫu kiến trúc như nào. Anh em bọn thợ bọn tôi làm sao bác nhá. Đây phía bên này thì rất nhiều những nhà xây cao tầng nó mọc lên. Và trong ở khu vực này thì nói thật sự với các bác là chưa có một cái căn nhà sàn nào nha các bác nhá. Tí nữa lên phía trên cầu thang sẽ giới thiệu kỹ hơn cho các bác xem. Nó là đam mê mà đam mê nó là bất diệt rồi. Còn đây phía đây là phía cái cầu thang trượt. Cầu thang trượt thì anh em bọn tôi đã tính bậc cho anh Tình rồi. Thì nó gồm có 19 bậc các bác nhá. Đấy, 19 bậc. Đây mời các bác nghe. Cầu từ lúc đi làm nó thật sự với các bác là anh em bọn tôi từ đầu năm đến giờ, trước đó thì không nói nha, nguyên năm nay cũng đã chục công trình rồi mà chưa có cái cầu thang nào
to như cái cầu thang này, dài như cái cầu thang này các bác nhá. Nào mời các bác đan hai lớp sắt này. Đấy. Còn phía đây là phía cái chiếu nghỉ này. Anh Tình chuyên bên chủ nhà và giám sát thi công kiêm bên kỹ thuật, đang hoàn thiện nốt những cái công việc còn lại nhá. Đấy, giới thiệu với tất cả mọi người, đây là phía bên trong cái căn nhà. Đấy, cho mọi người sơ qua trước khi mình giới thiệu nha mọi người nhá. Đó. Đây thì mọi người có thể nhìn sơ bộ qua một số cái chi tiết của cái căn nhà rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phần cụ thể hơn nha các bác nha. Thì như vừa nãy giới thiệu với các bác rồi, đây là một cái căn nhà sàn gồm có hai gian, hai trái và một bếp tách rời. Thì chiều cao bãi thì giới thiệu với các bác rồi nha. Đây là bắt đầu là có sẽ giới thiệu đây. Anh ấy chạy một hàng đua ra đây để sau này làm phía ơi, đấy, mời anh cụ. Đấy kia là con của nhà anh Tình nha các bác nhá. Sẽ là chạy đây, dưới đây, ra đây. À, sẽ cho lên tivi để mấy nữa còn có người yêu. Đấy, e thẹn lắm. Cháu chưa một mảnh tình vắt vai nhá. Đấy, đang giới thiệu gặp cụ con. Anh ấy chạy một cái hàng đua ra đây. Có diện tích dài, chiều dài ra là 1m2. 1m2 chạy đua hoàn toàn bằng đua. Còn với cái hệ thống nghĩa là các bác là hiểu là cái căn nhà sàn nó sẽ có hệ thống là thon từ dưới cột thon lên. Thì tỷ lệ thu cột cái này là 5% nha các bác nhá. Tỷ lệ thu cột ấy, từ chân cột lên đến ngọn cột này là 5% thôi. Nghĩa là từ 90 sẽ rơi xuống khoảng tầm 93, 97, 93, 94, 95 ấy, trong khoảng tầm đấy. Vì nó có bê tông nó còn độ nở nữa. Chúng ta có thể là làm vòng để như thế rồi, nhưng mà bê tông nó vẫn có độ nở các bác nhá. Đấy. Còn tất cả các gian này thì đều được chia đều là 3,5m. Còn gian xà lòng của anh Tình này là 2,5m. À, gian xà nách là 2,5m. Gian xà lòng là 3,7m. Và một cái gian để chạy buồng kia của anh ấy là 3,2m. Nhưng thực ra là do nó là hết đất các bác nhá. Còn nếu không thì khuyến cáo các bác là nên làm nó rộng hơn một chút ra nữa thì càng tốt. Nhưng anh ấy là hết rồi, chứ không phải hết tiền, đại gia na không hết tiền đâu, hết đất đấy. Đấy, bắt đầu đi vào chi tiết từng cái căn nhà này nhá các bác nhá. Đây thì chiều cao từ mặt cốt không sau này, nghĩa là ngày mai ấy, sẽ đổ sàn đến tận khoảng tầm 10, trên đây là 10 đến 12 phân này các bác nhá. Thì sau đó từ đây đến mặt chạm cái đáy xà này, chạm cái đáy xà này sẽ là 3,2m, 3,2m các bác nhá. Đấy, thì đây là anh ấy là thiết kế mẫu kiến trúc của một cái căn nhà sàn truyền đoạn. Đấy. Căn nhà sàn truyền đoạn ra làm sao thì đây, nếu bác nào đã xem những video trước của kênh Đội Thợ thì các bác có thể hình dung được. Còn nếu bác nào chưa xem thì nhân qua cái clip này các bác cũng nên xem đi để biết nhà truyền đoạn nó ra làm sao và đặc thù mỗi nhà nó như thế nào. Đây các bác nha. Đấy. Đây là một cái căn nhà sàn truyền đoạn. Đây có thể nhìn thấy. Đấy, từ phía này ra. Đấy, một căn nhà sàn truyền đoạn nó như thế nào? Nó chính là như thế này đây các bác nhá. Đấy, còn phía trên này vẫn anh Hoàn với lại anh Nhường vẫn đang cố gắng hoàn thiện nốt. Nào có gửi lời gì đến khán giả không anh ơi? Chán nhìn thấy mặt thế nào? Đấy. Ok. Đấy. Ok mọi người. Đấy. Thì cơ bản là của một căn nhà sàn nó như này thôi các bác. Tổng diện tích của cái căn nhà ở cái mặt sàn này là tổng diện tích là rơi vào khoảng 200
30m2 và cộng thêm phòng kia nữa hơn 60m2 nữa là tổng mặt sàn ngày mai khối lượng bê tông em và tôi đổ đây là hơn 300m2 thì nó gọi là hơn 30 khối, đổ hơn 10 phân nhá các bác nhá. Đây bây giờ sẽ lên phía bên trên này. Đấy, lên phía bên trên này để review phía trên để cho các bác xem. Còn đây là hệ thống sàn này, anh em bọn tôi sử dụng bằng hệ thống sàn treo các bác nhá, hệ thống sàn treo. Đấy, toàn bộ là hệ thống sàn treo vì muốn đổ cùng một lúc thì chẳng còn phương pháp nào khác nữa. Chỉ có hai sự lựa chọn, một là đổ sàn treo, hai là đổ sàn truyền thống. Đổ sàn truyền thống là làm sao thì phải chờ cái này cứng này các bác ạ, phải chờ cái này cứng thì bắt đầu mới có cây chống để chống lên. Nhưng mà anh em bọn tôi cũng cùng với lại cho anh Tình cũng đồng ý quyết định sử dụng phương án đó là sử dụng sàn treo. Với tổng trọng lượng của trên này là 7 khối bê tông, nó sẽ dư vào khoảng 28 tấn. Đấy, khoảng tầm ấy các bác nhá. Tổng khối lượng, trọng lượng ở trên này nó phải chịu đựng như thế đấy. Đấy, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lên trên phía bên trên này. Cái thứ nhất là ngắm cảnh nhà, cái thứ hai là ngắm cảnh vật các bác nhá. Tí nữa lên sẽ sơ bộ qua cảnh vật. Ở chỗ này nó cứ quay đi quẩn về, nó vẫn muốn giới thiệu na các bác nhá. Vừa xin được mấy cây na của nhà anh Tình xong ấy, nào về trồng xem nó lên như nào để giới thiệu các bác kìa. Bên kia toàn bộ là hệ thống vườn na. Đấy, trời sắp mưa hay sao rồi á? Mây à, mây đen xì các bác. Ta đang đứng ở phía bên trên mặt tầng sân thượng của cái căn phòng. Và chỗ này thì toàn bộ hệ thống 4 gian này anh ấy sẽ thiết kế làm phòng ngủ. Và còn một gian chừa ra đây thì anh ấy sẽ xây nhà vệ sinh và nhà tắm. Đấy, anh em bọn tôi cũng đã buộc sắt, buộc xiếc như hôm qua các bác cũng đã xem video rồi ấy. Cái bữa tổng kết hôm qua là anh em bọn tôi đầy đủ người nhá các bác nhá. Sau đó là một số anh em đã lên đến nhà trung sứ để tiếp tục cái công trình phía trên đấy. Còn lại có 3 anh em bọn tôi thôi. Ngày mai nữa là ngày đổ sàn, anh em bọn tôi sẽ đổ sàn xong, anh em bọn tôi cũng bắt đầu rút quân lên cao bằng. Đấy, toàn bộ cái hệ thống hoa văn này đều được sử dụng là hoa văn nổi nhá các bác nhá. Toàn bộ hệ thống này đều dùng hoa văn nổi hết. Với mẫu hình thức mẫu hoa văn đó là hoa văn truyền thống 3 lá 5 lá của ngày xưa. Đây, mời các bạn. Các bác theo dõi kênh, nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều những cái mẫu nhà và nhiều những video hay từ kênh đội thợ nhé các bác nhá. Đây, toàn bộ bắt đầu cũng đã hoàn thiện rồi. Còn giới thiệu sơ qua một tí về cái công trình này đi các bác nhá. Công trình này thì có địa chỉ tại là thôn Gốc Me, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng của tỉnh Lạng Sơn. Đấy, các bác ở phía trên đây, cái con đường nó chạy ra thành phố, nó rẽ vào đây một tí là đến. Và căn nhà này là sẽ là căn nhà duy, nhà sàn duy nhất tại thời điểm bây giờ. Anh em tôi làm là năm nay, bây giờ hiện tại đang là tháng 6 của năm 2021 các bác nhá. Đây, còn phía bên xa bên tay phải mà hình các bác kia là những cái cánh đồng, những cái ngọn núi. Những ngọn núi mà đặc sản vùng miền ở đây đó là cây na. Nó xuyên suốt, các bác có thể nhìn thấy núi xa ở đằng kia kìa. Nó xuyên suốt từ những cái cánh núi đó lên đến tận chú ý nó gọi là huyện Chi Lăng. Chi Lăng của vẫn là của tỉnh là Lạng Sơn các bác nhá. Thì toàn bộ cái cây chủ lực, cây chủ đạo đó là cây na. Mà na ở đây là cực kỳ là ngon đấy. Hôm nào ăn cây na nào sẽ review cho các bác được xem. Thôi thì chắc video cũng xin phép dừng ở đây thôi các bác nhỉ. Các bác có nhu cầu làm nhà sàn bê tông thì liên hệ anh em bọn tôi nhé. Còn gì chưa giới thiệu nữa không nhỉ? À, toàn bộ cái hệ thống cột nhà anh ấy thì dùng là phi 14 mọi người nha các bác nha. Còn dầm xà anh ấy là dùng phi 16. Toàn bộ hệ thống sàn đan lát là dùng phi 10. Và tổng cái bộ khung cứng đến tại thời điểm hiện tại, đến tại thời điểm anh em bọn tôi quay và đến bây giờ, theo như chia sẻ của anh chủ nhà thì nó cũng ngót nghét khoảng 400 các bác nha. Nếu như dự kiến căn nhà này hoàn thiện thì nó chắc là cũng phải rơi vào khoảng tỷ 7 nha mọi người nha. Các bác có nhu cầu hôm nào ghé qua đây, nghĩa là từ giờ đến các bác có điều kiện ghé qua đây thì có thể là qua đây để xem cái công trình này anh em bọn tôi làm này. Thì theo như dự kiến thì chắc là anh ấy sẽ vào nhà mới trước Tết mọi người nhá. Trước Tết các bác có, nếu mà dịch dẽo nó yên ổn, các bác có nhu cầu về đây hái na mua na Hữu Lũng này thì ghé qua đây. Anh ấy rượu thì không uống được mấy đâu, chỉ lít 1 thôi.
Đấy. Anh em mọi người nhá. Ngày mai cái bữa tổng kết chắc sẽ review lại một ít cho các bác xem nữa thôi. Vì anh em bọn tôi chắc cũng bận đấy, mà khối lượng công việc rất là nhiều. Mà trong khi đó thì số lượng người thì ít mà khối lượng công việc nhiều. Anh Hai với lại anh Hoàn có gửi lời gì đến các chị với các cháu ở nhà không? Mọi người nha. Ai mệt đầm đìa hết này. Thôi xin phép dừng video tại đây. Chúc các bác xem video thật là vui vẻ. Có một những cái giờ phút các bác có thể là giải lao bên gia đình thật là vui. Và có nhu cầu làm nhà sàn bê tông liên hệ anh em bọn tôi nha. Thân ái, chào các bác ở những video mới tiếp theo. Hello các bác. Bây giờ là khoảng 5 giờ sáng ngày 12 tháng 6 2021 tính theo lịch âm. Anh em bọn tôi đã bàn giao lại cái công trình phần khung cho gia đình anh Tình, chị Bắc. Và hiện tại anh em bọn tôi sẽ có một chuyến hành trình khoảng 180 km nữa, 90 nhỉ, để lên đến thành phố Cao Bằng. Và có một công trình ở đó nữa anh em bọn tôi. Sau quá trình đó là 26 ngày đó nhá, 26 ngày để hoàn thiện một khung của nhà anh Tình này. Nó quá khủng, quá khủng, quá khủng. Chỉ nói như vậy thôi nha các bác nhá. Còn các bác muốn biết nó khủng như thế nào ấy, lên tận đây mà xem nhá. Và bây giờ chủ nhà đang phấn khởi, đang tưới nước bung bét kìa. Chào các bác nhá. Các bác ở những video mới tiếp theo. Và chúc các bác thành công trong cuộc sống. Nhớ đăng ký kênh và theo dõi những video mới nhất từ kênh Nội Thợ nha các bác nhé. Đây, đồ đạc này, lỉnh ca lỉnh kỉnh này các bác. Đây, lại đặc sản Na xứ Lạng này rồi. Na của xứ Lạng. Lại đặc sản Na Hiếu Lũng nhá. Sáng chào buổi sáng nay luôn à. Đây trong này là cái láng nhỏ nhỏ. Anh em tôi gắn bó cũng một tháng rồi thôi à. Bây giờ anh em tôi sẽ nhập cùng chia ly, chẳng biết nói câu gì nữa. Bình thường đông lắm con ạ. Ok nhá. Đấy, còn túng thuốc này lấy nốt đi. Rồi, chào các bác.